những người được đào tạo về lừa đảo nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Lâm Đồng phá đường dây sử dụng tiền âm phủ để lừa bán tiền giả. Cháy công ty tại Bình Phước, ít nhất một người tử vong. Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường, người đi chung bỏ mặc nạn nhân rồi rời đi. Thắng cảnh, di tích quốc gia Bầu Trắng bị lấn chiếm, xây dựng trái phép. Chào mừng quý vị đến với bản tin tối của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Thu Hà, rất vui được gặp lại quý vị và ngay sau đây sẽ là chi tiết những thông tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 5 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức môi giới người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Trước đó, 8 giờ ngày 27 tháng 7, tại khu vực sát biên giới ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, các lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị, Đoàn Trinh sát miền Trung, Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng bắt quả tang Sinon, 19 tuổi, ở Lào, đang sử dụng xe máy chở một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tại đây, Sinon khai nhận, khoảng 6 giờ ngày 27 tháng 7, Sinon được người đàn ông tên Sít ở bản Den Sava, huyện Sepol, Lào thuê cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam với giá là 1,5 triệu kiếp Lào. Đi cùng với Sinon còn có Sít và một người bạn Lào của Sít cùng nhau chở ba người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi những người này đến bản Ca Tăng, thị trấn Lao Bảo thì lực lượng chức năng phát hiện và truy đuổi. Sau khi Sinon bị bắt giữ, những người còn lại lợi dụng địa hình rừng núi ra trốn thoát. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ 4 người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép trước đó, đang đợi ở một khách sạn ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, cùng một người Việt Nam. Nhóm người này đang chờ những người Trung Quốc đi ở nhóm sau về tập kết, rồi đi thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia. Những người bị bắt giữ là Nguyễn Thanh Hùng, 30 tuổi, ở huyện Cam Lộ, Quảng Trị, Lai Zia Lian, 25 tuổi, và Gu Zia Bin, 27 tuổi, cùng trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Chen Depin, 22 tuổi, trú tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, và Liu Danh Jun, 30 tuổi, trú tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tiếp tục truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Bai Zhezhen, 22 tuổi, trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, là người đã nhập cảnh trái phép cùng với nhóm của Sinon, nhưng bỏ chạy trước đó, và đối tượng Hồ Hội, 24 tuổi, ở thị trấn La Bảo. Qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng người Trung Quốc được huấn luyện, đào tạo bài bản về các thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao tại khu vực Tam Giác Vàng. Các đối tượng này tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đi đến thành phố Hồ Chí Minh, Campuchia để thiết lập các đường dây, móc nối với các máy chủ trong nước và nước ngoài, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngày 4 tháng 8, Công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt 14 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong 14 người bị khởi tố bắt tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bảo Lộc xác định Phạm Minh Thành, 26 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Bảo Lộc, Trần Hoài Tiến, 32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hoài Tâm, 24 tuổi, ngụ xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Nguyễn Hữu Nghĩa, 34 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, và Tô Hoàng Bảo Thúy, 24 tuổi, ngụ xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, là nhóm chủ mưu cầm đầu đường dây lừa đảo này. Theo điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, những người nói trên đã tạo các tài khoản Facebook ảo. Sau đó, nhóm này thuê chạy quảng cáo nhằm tạo lượng tương tác cao để giao bán tiền giả và tìm người cần mua để thực hiện hành vi lừa đảo. Khi đặt mua tiền giả, khách hàng không cần cọc tiền mà chỉ cần cung cấp số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc cho biết, thực chất các đối tượng giao bán tiền giả, nhưng khi đóng kiện giao cho khách hàng thì bên trong không có tiền giả mà chỉ là các vật dụng như bột khử mùi, bột xi măng hoặc tiền âm phủ. Trong thời gian khoảng 6 tháng, đường dây này đã giao thành công hơn 23 đơn hàng trong cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng.
Đến đầu tháng 6, thông qua công tác nắm tình hình các thông tin tố giác tội phạm của nhân dân về nhóm bán tiền giả trên, các trinh sát hình sự Công an thành phố Bảo Lộc đã vào cuộc xác định đường dây lừa đảo quy mô lớn với thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Sau thời gian thu thập các tài liệu chứng cứ vào ngày 24 tháng 7, lãnh đạo Công an thành phố Bảo Lộc chỉ đạo ban chuyên án chia làm 4 mũi huy động, hàng chục cán bộ chiến sĩ đồng loạt tấn công vào 4 tụ điểm đường dây. Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 14 đối tượng liên quan, trong đó có 5 đối tượng có hành vi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Bảo Lộc đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng trích xuất các dữ liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra. Vào khoảng 8 giờ sáng nay, ngày 5 tháng 8, một vụ cháy xảy ra tại kho chứa xốp ở một công ty nằm trong cụm công nghiệp Hapro, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Thời điểm cháy kho chứa xốp, khói đen bốc lên hàng chục mét, đứng từ xa cũng có thể dễ dàng quan sát thấy. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để chữa cháy. Tới khoảng 10 giờ sáng, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tại hiện trường, khu vực xưởng bị cháy có diện tích khoảng 200 m². Phần mái tôn phía trên đã bị nhiệt độ cao phá hủy nghiêm trọng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy kho chứa xốp đang được điều tra, làm rõ. Đến trưa ngày 5 tháng 8, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh Bình Phước đã khống chế được một vụ cháy lớn xảy ra tại một công ty chuyên sản xuất dầu điều tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng gần 9 giờ cùng ngày, khiến ít nhất một công nhân tử vong. Theo một số công nhân, thời điểm đó họ nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa bao trùm một khu nhà xưởng. Thế vậy, các công nhân hô hoán nhau, bỏ chạy thoát thân, ngọn lửa lan nhanh, khiến lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể khống chế. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an huyện Đồng Phú và Công an tỉnh Bình Phước đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Do vụ cháy lớn nên lực lượng công an đã phải phá đường dây, tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng để khống chế không cho ngọn lửa lan sang các khu vực khác. Một số công nhân kịp thời đã chạy thoát ra ngoài cho biết có một số công nhân bị thương và một công nhân tử vong sau khi vụ cháy xảy ra. Ngày 5 tháng 8, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ điều tra vụ việc người đàn ông tử vong bất thường trên địa bàn. Trước đó, khuya ngày 4 tháng 8, người đàn ông chừng 38 tuổi điều khiển xe máy chở người phụ nữ và một cháu nhỏ trên đường 3B. Khi đến trước căn nhà trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thì người đàn ông loạng choạng tay lái, gục trên xe máy. Người phụ nữ được cho là lục tìm gì đó trên người đàn ông rồi rời đi. Một người dân kể lại có đến hỏi thì người phụ nữ nói, người đàn ông là xe ôm rồi rời đi. Cư dân xung quanh sau đó đưa người đàn ông khỏi xe máy, thông báo vụ việc đến công an. Nhận thông tin, công an xã Vĩnh Lộc B sau đó có mặt và xác định người đàn ông đã tử vong. Cơ quan chức năng sau đó phong tỏa hiện trường, lấy lời khai cũng như là trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra. Công an hiện đang tìm người phụ nữ đi chung xe với người đàn ông này để làm rõ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý trường hợp bảo vệ chùa Linh Ấn, thị trấn Nam Ban đánh người bán vé số trước cổng chùa. Bảo vệ tên Ngô Đức Long, 61 tuổi, ngụ xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. Long nghiện ma túy, vừa đi cai nghiện bắt buộc về và làm bảo vệ ở chùa Linh Ấn. Trước đó, mạng xã hội đã xuất hiện hai đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là bảo vệ chùa Linh Ấn đã tấn công và xua đuổi người bán vé số và rau quả trước cổng chùa. Clip thứ nhất thể hiện người này dùng gậy đánh vào một người đàn ông và liên tục xua đuổi người bán vé số đang ngồi trước cổng chùa Linh Ấn. Clip thứ hai thể hiện người này mặc đồ bảo vệ, đeo băng đỏ, dùng gậy đập mạnh vào hoa quả của một người phụ nữ đang bán trước cổng chùa. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà, thì sự việc này xảy ra từ tuần trước. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Nam Ban lập hồ sơ xử lý. Ông Lê Khắc Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nam Ban cho biết, ngay khi xảy ra vụ việc, đã chỉ đạo công an thị trấn mời ông Long và những người liên quan làm việc. Qua kiểm tra phát hiện, Long dương tính với chất ma túy. Tuy nhiên, Long có hộ khẩu thường trú ở xã Gia Lâm, nên Công an thị trấn Nam Ban đã bàn giao Long cho Công an xã Gia Lâm xử lý. Hiện Công an xã Gia Lâm đã lập hồ sơ để tiếp tục đưa Ngô Đức Long đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, di tích Hải Vân Quan đang thu hút đông đảo du khách đến tham quan khi mở cửa trở lại sau trùng tu. Cụ thể là trong ngày 1 tháng 8, di tích đón hơn 1.400 lượt, ngày 2 tháng 8 khoảng 2.700 lượt, ngày 3 tháng 8 khoảng 4.600 lượt khách và ngày 4 tháng 8 đón hơn 3.800 lượt khách. Những ngày qua, rất đông người dân, du khách trong và ngoài nước cùng nhau di chuyển lên đèo Hải Vân để tham quan di tích. Các phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng mét để đến tại khu vực đỉnh đèo. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều người đã chia sẻ hình ảnh check-in khi đến tham quan Hải Vân Quan sau ngày trùng tu. Để đảm bảo an toàn giao thông trên đèo Hải Vân, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát và phân luồng phương tiện để giao thông được thông suốt. Di tích Hải Vân Quan được xây dựng từ đời nhà Trần và được trùng tu thời vua Minh Mạng năm 1826 dưới dạng cửa ải phòng thủ. Công trình nằm ở độ cao 490m so với mực nước biển trên vùng giáp ranh giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Đây là di tích có nhiều giá trị về mặt lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, không chỉ là vị trí phòng thủ quan trọng của cửa ngõ phía Nam, kinh thành Huế, mà còn là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Hải Vân Quan được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 2017. Ngày 5 tháng 8, nguồn tin của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thắng cảnh Bầu Trắng, di tích cấp quốc gia tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, một lần nữa bị các công trình du lịch lấn chiếm xây dựng trái phép. Theo tố cáo của người dân ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, thời gian gần đây có một công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ thắng cảnh Bầu Trắng, xây dựng khá kiên cố. Công trình này sát bờ hồ Bầu Trắng, nằm đối diện với đồ cát Trinh Nữ. Theo phóng viên ghi nhận, khu vực bị san ủi, xây dựng, lắp giàn sắt tạo cảnh quan, có chiều dài sát bờ hồ khoảng 40m và tổng diện tích lấn chiếm ở khu vực xấp xỉ cả ngàn mét vuông. Tại hiện trường vào ngày 1 tháng 8 vẫn còn rất nhiều công nhân đang thi công và có cả xe cơ giới đang hoạt động, một xe máy xúc và một xe máy cày. Được biết, chủ đầu tư xây dựng công trình trái phép lấn chiếm di tích xếp hạng cấp quốc gia này là ông NNN, tên viết tắt, ngụ thôn Hồng Thái, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Theo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng, qua kiểm tra thực tế, khu vực có diện tích hơn 4.800m2, nguồn gốc đất là của ông NVS, cha ruột ông NNN, hiện đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích hơn 3.000m2, mục đích sử dụng đất là trồng cây lâu năm. Được biết liên quan đến việc lấn chiếm xâm hại thắng cảnh Bầu Trắng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cũng đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế. Theo đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản khẳng định phần diện tích khoảng 1.200m2 đang san ủi trồng cây, giàn sắt mỹ thuật đã xâm phạm vào khu vực bảo vệ 1 của thắng cảnh Bầu Trắng. Do vậy, phần xâm phạm vào khu vực bảo vệ 1 của thắng cảnh Bầu Trắng phải được xử lý, tháo dỡ và trả lại hiện trạng ban đầu. Thắng cảnh Bầu Trắng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia vào ngày 3 tháng 9 năm 2019. Tổng thể thắng cảnh Bầu Trắng được khoanh vùng bảo vệ với tổng diện tích hơn 370 ha. Trong đó, khu vực 1 có diện tích 285 ha, khu vực 2 85 ha, bao gồm bầu ông, bầu bà và đồi Trinh Nữ. Đây là thắng cảnh du lịch rất nổi tiếng. Hàng năm thu hút rất đông khách du lịch và nhiều đoàn phim trong và ngoài nước cũng lựa chọn làm bối cảnh. Hơn một năm trước, tháng 6 năm 2023, khách sạn Moonlake Villa Bầu Trắng cũng xây dựng lấn chiếm khoảng 300m2. Sau khi báo chí lên tiếng, công trình này đã phải tháo dỡ. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông để theo dõi các bản tin tiếp theo trên kênh YouTube Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và các nền tảng Facebook, TikTok của báo. Và đừng quên đồng hành cùng chúng tôi ở khung giờ quen thuộc trên PLO TV để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!